Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì chúng ta đã đến với buổi số 7. Và là buổi chúng ta sẽ tiếp tục học đến chương số 5 của cuốn sách Dạy Con Làm Giàu trong chuỗi series của những cuốn sách Dạy Con Làm Giàu của tác giả Robert Kiyosaki. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên: để phấn đấu trở thành một con người, bạn mong muốn phải trải qua điều gì? Thì câu trả lời của mình là đó chính là vấn đề thực sự chính là những thay đổi nội tâm của bạn để trải qua để phấn đấu trở thành những con người mà bạn mong muốn trong suốt quá trình. Quá trình ấy đối với một số người là không có khó khăn, nhưng đối với một số người khác thì quá trình ấy là cực kỳ nhiều chông gai, hiểm trở và rất là khó để vượt qua. Câu hỏi số 2: lý do khiến người cha giàu không trả lương cho công việc của tác giả và bạn tác giả là làm gì? Thì lý do chính xác khiến người cha giàu không chịu trả lương cho tác giả và người bạn của tác giả, bởi vì ông không muốn chúng tôi, bởi vì ông không muốn cả hai người trở nên những thành con nghiện cho cái lối sống làm việc vì tiền. Nếu là con nghiện tiền bạc thì người ta sẽ nói là rất khó khăn để chiến thắng được con nghiện đó. Câu hỏi số 3: người cha giàu gọi tiền là gì và là vì sao? Thì người cha giàu gọi tiền là thuốc phiện, bởi vì ông đã cũng từng chứng kiến bao nhiêu cảnh hạnh phúc thì có tiền nhưng gọi rất là trở nên buồn chán khi trong túi lại chẳng còn một đồng bạc này lẻ nào cả. Và giống như người nghiện ma túy, họ đạt tới cái tình trạng là phấn khích khi tiêm thuốc và trở nên bạo động điên loạn khi không có nó. Thì tức là giống như là không có tiền thì cảm giác là sung sướng vui vẻ, và khi hết tiền thì túng quẫn và sinh ra nhiều cái vấn đề để lại xã hội các bạn. Đấy là chính là cái lý do. Câu hỏi số 4: tại sao người cha giàu luôn khuyên tác giả đừng bao giờ làm việc vì tiền và ông bắt các con phải học điều gì? Thì ông nói rằng cái chướng ngại lớn nhất trong cuộc hành trình từ phía bên trái tứ đồ sang bên phải tứ đồ chính là sự cố chấp và cách kiếm tiền mà tác giả và người con của ông đã từng quen làm trước đây. Và ông nói rằng là đó không chỉ là một sự thay đổi về thói quen mà nó còn sự thay đổi cắt bỏ cái thói nguyện. Và người cha giàu còn bắt cả tác giả và người bạn tác giả học cho được cách tạo ra hệ thống cho chính mình, và từ đó tiền bạc sẽ tự chảy vào trong túi. Câu hỏi số 5: trở ngại lớn nhất trên con đường giàu có của nhóm C là gì? Thì đối với tác giả thì trở ngại lớn nhất trên con đường làm giàu ở nhóm C, tức là nhóm làm chủ, thì chính là những thói quen, những nền móng giáo dục trong quá khứ mà nó sẽ kìm hãm lại cái sự phát triển của các bạn. Thì tác giả cũng muốn đề cập đến điều đó. Câu hỏi số 6: tại sao để thay đổi một nếp sống thường khó khăn? Bởi vì là cái tiền bạc ngày nay nó trở thành một cái phần không tách rời khỏi cuộc sống, nên thay đổi cái nếp sống cho con tiền bạc thì cực kỳ khó các bạn ạ. Và câu hỏi số 7: hãy nuôi dưỡng lòng can đảm, đam mê của bạn để bạn hiểu điều này như thế nào. Thì tức là bạn hãy bám vào những mục tiêu dự định mà đừng bao giờ quên nó, và đừng bao giờ làm tắt đi ngọn lửa cháy bỏng khao khát trong bạn. Thì cái đó thì cái cách là sẽ bạn sẽ được nuôi dưỡng lòng đam mê của bạn. Câu hỏi số 8: tại sao tác giả không muốn trở thành giáo viên như người cha của tác giả, và ông thích làm điều gì? Thì tác giả nói là trở thành giáo viên sẽ là giải pháp lựa chọn sau cùng của tác giả. Với tác giả nói như vậy bởi vì lý do tác giả đưa ra là chính là không phải là ông không thích trường học mà là ông căm ghét trường học, và ông rất là ghét khi buộc phải ngồi yên và lắng nghe ai đó. Và nhất là điều này thì chẳng hề, ông nói là ông chẳng hề thích một chút nào, và ông không thích ông không thích những môn học bởi vì nó không mang lại hứng thú cho ông, và ông cứ cảm giác là bồi chồn, ngồi không yên và gây rối ở cuối lớp và tìm cách trốn học. Câu hỏi số 9: những câu nói danh tiếng về giáo dục mà tác giả nhắc đến, những câu nói nào của ai? Thì có một số câu nói danh tiếng, ví dụ như câu nói tôi luôn sẵn sàng học hỏi nhưng tôi không hề thích đến lớp ngồi học, đó của Chris Chilton chút chiêu. Và câu nói những người sáng lập đi trước cứ tự cho rằng trẻ con là sẽ là gánh nặng bất thường đối với cha mẹ của chúng, cho nên họ đã tạo ra một nhà tù được gọi là trường học và được những trang bị hình phạt tra tấn, gọi đó là giáo dục. Thì câu nói này là của John Hooker. Câu nói khác đó chính là giáo dục là một cái nhà máy quốc doanh tạo ra những cái loa phóng thanh cho xã hội. Và có rất nhiều câu nói, ví dụ câu nói là tôi tin rằng những ngày nay những người đi học, những người khổ sở nhất của đời người và khoảng thời gian đó để áp những cái công việc nhàm chán và ngu ngốc, những cái nội quy nặng lùn bất mãn và những cái hình phạt và vi phạm về tính hợp lý cũng như tính đúng đắn một cách thô bạo. Và câu hỏi số 10: